Các sao Việt du lịch bị mắc kẹt do dịch bệnh, Lương Bằng Quang và Ngân 98 phải ăn mì gói vì gần hết sạch tiền. Trong đầu chỉ nghĩ tới hai chữ mì gói, nên chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về còn bao nhiêu gói mì gói và bữa giờ loại mì gói nào ăn ngon nhất. Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Ngân 98 chia sẻ sau 3 tháng phiêu bạt giang hồ ở Phú Quốc, cặp đôi phải đổi khách sạn nhiều lần. Ban đầu sang chảnh, nhưng càng về sau càng đơn giản và rẻ tiền hơn vì lý do kinh tế không cho phép. Cô nói, Ngân với chú Quang không có nhà ở Phú Quốc nên phải ở khách sạn. Ở từ khách sạn này qua khách sạn khác, mới đầu đi du lịch ra ở khách sạn sang chảnh lắm. Ở chừng riết hết tiền, giờ phải ở bình thường lại. Theo dõi trang cá nhân của Lương Bằng Quang và Ngân 98, quả thật cặp đôi này đã phải chuyển đổi khách sạn khá nhiều lần từ tháng 6 đến nay. Ban đầu đôi chú cháu này ở resort 5 sao sang chảnh, thậm chí trong nhiều video quay lại, Lương Bằng Quang và Ngân 98 còn bao luôn cả hồ bơi siêu rộng của resort vào buổi sáng vì không có bóng người qua lại. Vợ chồng Mezo là một trong những cặp đôi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đi du lịch mà biến thành định cư tại Mỹ đến nay đã là một năm. Gia đình Mezo đi Mỹ vào khoảng thời gian sau Tết dương lịch, tháng 2 năm 2020. Vô tình khi ấy tại Mỹ dịch bùng phát trên diện rộng ở nhiều bang nên các tuyến bay về nước phải đóng cửa. Ý định du lịch 2 tháng ban đầu của đôi vợ chồng trẻ cùng hai con trở thành kỳ nghỉ dài hơn dự kiến. Họ buộc phải thích nghi với cuộc sống mới và chuẩn bị cho phương án sinh sống luôn tại xứ sở cờ hoa. Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Mỹ đã bớt căng thẳng hơn do hầu như người trưởng thành đã hoàn toàn công tác tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19. Vợ chồng Quỳnh Trâm đã quyết định cho hai con sinh đôi nhập học tại một trường ở Mỹ. Trên trang cá nhân, đôi vợ chồng chia sẻ hình ảnh ngày đầu đưa con đi học rất an yên. Gia đình Thúy Hạnh. Gia đình cựu người mẫu Thúy Hạnh và chị gái Thúy Hằng cũng bị kẹt tại đảo Ngọc Phú Quốc đến nay đã hơn 2 tháng. Họ thuê 2 căn hộ chung cư, gia đình Thúy Hạnh một căn, Thúy Hằng ở căn còn lại. Được biết, Thúy Hạnh cùng chồng đến Phú Quốc cho chuyến công tác vài ngày. Sẵn đang là dịp nghỉ hè nên nhạc sĩ Minh Khang đã đưa các con đi chung. Còn Thúy Hạnh thì đi đâu cũng không quên đến kèm theo chị gái Thúy Hằng. Cô nhắn tin cho chị mình rủ đi nghỉ cùng nhau, ai ngờ thành kỳ nghỉ dưỡng dài ngày, có đôi có tụ. Vì là ở dài ngày nên Thúy Hạnh tự tổ chức cho các con mình học online. Cô cho biết hai con gái Ly Ti đã có thêm bạn mới trong kỳ nghỉ hè bất đắc dĩ, Hà Anh. Tháng 6 vừa qua, Hà Anh cùng chồng lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lên 3 cho con ở Hồ Tràm. Gia đình dự định chỉ đón tuổi mới cùng con ở biển vài ngày, sau đó trở về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì có lệnh giãn cách nên cô quyết định ở yên tại chỗ. Tuy ở Hồ Tràm nhưng Hà Anh lại rất lo lắng cho tình hình gia đình người thân ở Sài Gòn. Cô cũng có nhiều công việc cần giải quyết nên đã có ý định quay trở về nhà. Tuy nhiên, do có chỉ thị ai ở đâu ở yên đó nên Hà Anh quyết định sẽ trải qua những ngày tháng yên bình tại đây. Được biết vì đang ở biệt thự riêng dùng để nghỉ dưỡng của gia đình nên Hà Anh không phải mất chi phí để thuê như gia đình Minh Khang, Thúy Hạnh. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh mỗi ngày vào bếp nấu nướng, sáng sáng cả nhà cùng đi bơi. Vợ chồng siêu mẫu giải trí cùng con bằng cách dạy con tập tô màu, vẽ tranh. Việc các ngôi sao Việt lựa chọn ở yên tại chỗ thay vì tìm mọi cách trở về Sài Gòn cũng là một phương án tốt. Dẫu chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên, nhưng bù lại họ có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi dài ngày cùng gia đình, đồng thời hạn chế lây lan dịch bệnh. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.